Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho em Toàn gửi một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Mọi người ơi, hôm nay em Toàn đang có một cặp bình của Satsuma đây mọi người. Một cặp bình Satsuma nhỏ. Đấy, đây như các bác đang xem đây. Em trước tiên là em đo kích thước đã. Em đo kích thước xong em sẽ quay họa tiết sau nhé mọi người nhé. Chiều cao của nó là 26,5 nhé mọi người nhé. Đấy, trước này thì là 26 này mọi người này. Trước này thấp hơn một chút này, 26. Để em đặt cái này vào thì là các bác sẽ hình dung ra này. Đấy, như này các bác đây nhá. Đấy, như này nó thấp hơn được khoảng tầm 5 ly này mọi người này. Đây này. 20, một cái là 26 và một cái 26,5 nhé mọi người nhé. Cái này là 26 này. Cái này 25,5, 26 và 25,5. Miệng rất nhỏ. Thì em đo cái bụng của nó, em đo cái chỗ cả to nhất đi. Bụng của nó là 33 nhé mọi người nhé. Bụng 33. Trước này là bụng 31 nhé mọi người nhé. Bụng 31. Đây, các bác ạ, họa tiết toàn bộ vẽ nổi khối nhé. Vẽ vàng này mọi người này. Đấy, các bác thấy chưa? Đây này, rất là đẹp luôn, tình trạng lành tít nhé mọi người nhé. Trước này thì là nó không có chuyện nhé mọi người nhé. Như em chuẩn 100% là hàng của Nhật nhé mọi người nhé. Hàng Satsuma nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người, những cái hàng sâu tuổi thì là nó không thể có được. Như ở cái chỗ này là nó, đây là như cái chỗ này nó sâu vào bên trong này mọi người. Sâu vào là 3 phân này mọi người. Đấy, 3 phân nhé. Miệng nó rất là nhỏ luôn. Miệng có 4 này mọi người này. Miệng 4. Đây các bác. Đấy. Bây giờ em sẽ để đây là em sẽ quay họa tiết cho các bác xem này. Đây, mà em quay từng chiếc một nhé các bác nhé. Đây, nhìn chiếc này đây các bác. Đấy, ở đây là nó có mấy con bướm này. Ở trên này là cũng vẽ vàng nổi khối lên này mọi người này. Đấy, đây là vẽ như kiểu là các chú tiểu mọi người nhé. Đây mà các bác xem mà cái trên miệng nó này. Toàn bộ những cái chỗ này là nổi khối hết lên nhé mọi người nhé. Men dạn mọi người ạ. Hàng này thì quá là sâu tuổi rồi. Chương này cũng thế đây mọi người này. Đây này mọi người. Toàn bộ vẽ nổi khối lên nhé. Men dạn nhé mọi người nhé. Quá là đẹp luôn. Đấy, các bác nào mà ai mà ưng cặp này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949668. Ví dụ như bức này là hai vị tướng quân samurai nhé mọi người nhé. Đấy, bên này thì là 5 chú tiểu này, à 3 chú tiểu này mọi người này. Đây là bên này cũng thế, 3 chú tiểu này. Và bên này là vị tướng quân này. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác nào mà kết cặp này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949668 mọi người nhé. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người.